Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Minecraft sinh tồn. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như một cái đăng ký. Và đừng quên là theo dõi mình livestream hàng ngày ở trên kênh YouTube cũng như là Nemo TV vào lúc 7:30 tối nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video thôi. Nhớ like, share cũng như cái đăng ký của mình nha. Let's go. Ok, thì trong cái buổi livestream thì mình đã làm được một cái hệ thống gọi là dọn dẹp khu vực này nha. Là thứ nhất, làm được một cái hệ thống tự động thu hoạch những cái gì đây, gọi là những cái cây tre nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đây, sau khi nó tới vị trí ở dưới này, đây, thì nó sẽ tự động đẩy về lại nha các bạn. Nó sẽ đẩy về ngược lại bên kia. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái chiều dài là 63. Chiều dài từ đây tới kia là 63 và chiều ngang là 19. Đó, và chúng ta sẽ có được rất là nhiều cái số lượng tre luôn. Và sẽ có rất là nhiều bạn thắc mắc khi xem cái clip này á, là anh ơi, anh dùng tre để làm cái gì? À, đó là gọi là câu hỏi của rất là nhiều bạn khi xem cái clip này. Tại sao anh lại làm cái máy farm tre mà anh làm cái gì mà farm tre mà nó to dữ vậy anh? Thì ok, mình sẽ giải thích cho bạn biết là mình sẽ sử dụng cái máy farm tre để gọi là làm cái nguồn nhiên liệu nấu chính cho cái kho, cái hệ thống nấu ở chúng ta. Tại vì nếu như bạn sử dụng than cái thứ thì bạn vẫn phải đi đào. Còn đây, tre nó mọc rất nhanh và mỗi lần các bạn thu hoạch bằng cái này thì các bạn có thể lượm được rất là nhiều, thì nó sẽ giúp chúng ta phục vụ được cái nhu cầu. Tại sao mình không làm cái hệ thống farm một tích, không tích chứ, cái hệ thống farm giống như ở bên cái lò nung, thì làm cái đó thì nó sẽ rất là lag các bạn. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng cách này. Và cách này thì chúng ta sẽ gọi là thu hoạch bằng cái gì? Chúng ta sẽ thu hoạch nó bằng cái đường ray kèm theo những cái xe đẩy có chứa hopper. Thì cái đường ray chúng ta sẽ cần phải đào ở bên dưới. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cần phải ốp ở bên trên này nữa. Và cái đường ray chúng ta sẽ làm ở tầng nào các bạn biết không? Ở dưới này một tầng kinh khủng các bạn. Đấy, đây là cái tầng mà chúng ta sẽ làm đường ray này. Và chúng ta sẽ cần phải đó, bây giờ mình sẽ cần phải gọi là oh my god, mình sẽ cần phải làm thật là nhanh. Ok, hiện tại mình đã đào ra rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải đúp oh my god, hình như hơi dài. Ok, mình bỏ bớt cái này đi. Thì hiện tại là mình sẽ bỏ bớt cái này luôn, bỏ bớt cái ô này đi. Chúng ta sẽ đúp đường ray thường là chủ yếu nha các bạn. Thì có nhiều bạn chắc là tự gọi là sao ta, gọi là nghĩ là mình sẽ nên sử dụng cái đường ray tốc độ nhiều để chạy cho nhanh. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn cứ sử dụng cái đường ray thường đi. Thì cách ra vài ô rồi có một cái đường tốc độ thì nó chạy từ từ thôi các bạn. Thì nó hút sẽ tốt hơn là các bạn cho nó chạy nhanh. Chạy nhanh nhiều khi nó hút không vô hết được. Thì ở đây mình đang đúp khá là nhiều đường ray thường. Không, phải từ từ nó mới được. Đó, phải từ từ như thế này thì nó mới ra được nhiều đường ray. Thì bây giờ mình sẽ gọi là đúp đường ray một tí nữa. Và ở đây chúng ta đã đào ra nè. Đây, đó, mình đã đào ra. Đó, bạn thấy ghê không? Nhìn qua tới bên kia luôn. Thì tí nữa mình sẽ xác định cái vị trí và đặt những cái đường ray ở bên trên các bạn. Thì mình sẽ xác định ở trên này, sau đó mình đào xuống và mình đặt cái đá đỏ vô. Mình đặt chắc là mình nghĩ là đặt block đá đỏ luôn đi, để cho nó tiện cái việc mà chúng ta đặt đường ray lên thì nó kích luôn. Như vậy thì mình sẽ đỡ tiết kiệm thời gian hơn. Chứ mà bây giờ mà các bạn á, mà gọi là cố gắng gọi là tiết kiệm sử dụng đuốc đồ các thứ thì nó sẽ lâu lắm. Cho nên tí mình sẽ ốp vô bằng block đá đỏ luôn ha, để kích những cái đường ray tốc độ. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đúp đây. Hẹn gặp lại các bạn tí tẹo nữa nha. Ok, hiện tại mình đã ốp hết đuốc đá đỏ. Từ từ trước khi xuống á thì chúng ta sẽ ốp vô đây. Thì mình đã ốp hết đuốc đá đỏ cũng như là mình đã mình đã ốp đuốc đá đỏ nè, cũng như là mình đã ốp luôn cái đèn lên nè. Đó, cứ cách 5 ô chúng ta sẽ có một đèn nha các bạn. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể gọi là sáng hơn ở dưới, thì không có quái này sẽ xuất hiện. Đây, mình sẽ đi xuống bằng đường này nha các bạn. Đó, cho bạn xem. Đấy, cứ 5 ô là chúng ta sẽ có một cái đèn. Và bây giờ mình sẽ cần phải ốp chụp đo đầu ổn nhờ. Quầy, chết rồi, giờ mình phải đứng ngang hàng với ông này, với cái này thì mới được. Ok các bạn, thì hiện tại nè, đây là world test của mình. Và mình có một cái hệ thống thu nhặt đồ như thế này. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái xe đẩy hopper hút đồ đúng không? Thì hiện tại cái xe đẩy này chưa có đồ. Ví dụ chúng ta hút được một stack đồ thì sao?
Các bạn thấy chưa? Thì nếu như mình hút được một Staddle thì ở đây hệ thống chúng ta sẽ tự động kích hoạt cái hệ thống bắn luôn. Thì ở dưới này mình cũng sẽ có thêm nhiều cái gọi là hệ thống bắn nữa. Thì chúng ta có 19 cái hàng rương mà đúng không? 19 rương. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng nước để chuyển đi. Thì khi mà dùng nước chuyển đi thì mình có thể chuyển đi đâu cũng được. Đấy. Sau đó thì chúng ta chỉ làm việc làm kho chứa thôi là xong. Đấy. Thì đây là cái hệ thống cực kỳ đơn giản. Đấy, mới đầu là nó chỉ có hệ thống nhặt đồ chuyển vô rubber thôi, sau đó mình đổ thêm, khi mà có đồ thì nó mới bắn, còn nếu mà không có đồ thì nó sẽ không bắn. Đấy, coi nè. Đấy, thì bây giờ mình sẽ mang cái thiết kế này qua bên cái world chính của mình, sau đó làm cho xong luôn và chúng ta sẽ có 19 cái nha các bạn. Let's go. Ok, như vậy là mình đã làm xong ở kho của mình rồi nè các bạn. What? Cái what the hell gì vậy? Đấy, các bạn có thể thấy nè. Đó, tất cả cái đường ray và hopper. Cái gì kêu ghê ấy. What the hell? Và ở đây thì có đá đỏ các thứ, nhưng mà này đã bị đụng nhau các bạn. Thì mình cũng chưa biết là nếu nó đụng nhau như thế này thì nó có ảnh hưởng gì không nữa. Nhưng mà chắc là không sao đâu ha, tại vì đây cũng chỉ là cái hệ thống bắn đồ thôi. Thì có đồ thì bắn, không có đồ thì thôi, đúng không? Đâu có gì đâu ảnh hưởng. Đấy, thì bây giờ nè, chúng ta sẽ gọi là ốp kính vô nha các bạn. Các bạn cần phải ốp kính vô nha. Thì đây là mình để lâu lắm rồi nè. Thì cái chiều cao của cái cây tre á bạn, nó đã đạt tới cái đỉnh điểm cao nhất rồi. Thì bây giờ mình sẽ gọi là cần phải ốp kính xung quanh lại hết luôn. Hoặc là các bạn ốp bằng cái gì các bạn thích cũng được, không có nhất thiết là các bạn phải ốp bằng kính nha. Thì mình cũng chưa có làm đường nước nữa, nhưng mà không biết là chúng ta có thể gọi là đủ chỗ mà kiểu như là để được hết mấy cái ốp hết được kính không. Tại vì kính mình có khá là ít đó các bạn. Ở đây mình đá đỏ các thứ thì nhiều, chứ còn kính thì khá là ít các bạn ơi. Hy vọng là mình có thể đủ số lượng kính. Nhìn là thấy không đủ các bạn. Đó, test thử nha, nhẹ nhàng. Đây, để coi thử chúng ta nhẹ nhàng là ốp vô được bao nhiêu ô nha. Ngoài ra chúng ta còn có một cái hệ thống gọi là đếm giờ nữa nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wow, 14 ô là cái gọi là cái điểm cao nhất. Đây, bây giờ mình sẽ tính nhẹ nhẹ sơ sơ. 14 x 63 là 630. 630 với lại 4 x 63 nữa là 240 nữa. Đó, là tổng cộng 8. Cần 870 là nhiều hơn 10 stack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 stack nhân 6 lên là mình vừa... Ê, 800 mấy nè, là tầm 15 stack một bên các bạn. Tầm 15 stack một bên là mình ốp được hai bên là chúng ta sẽ cần 30 stack. Như vậy là đã tới lúc chúng ta có thể gọi là sử dụng cái lò nung của mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ ốp hết cái số lượng kính của mình vô trong đây đã. Rồi sau đó mình sẽ đi qua bên cái sa mạc các bạn. Mình sẽ gọi là đào thêm cát, cũng như là mình sẽ mang về để nung. Thì mình đào full một cái sugar box là tầm 27 stack. 27 stack là chúng ta đem về đây là ốp là dư rồi. Tại vì mình chỉ ốp hai đầu, hai cái đầu trước á thì nó cũng cần khá là ít, tại vì nó là 21 mà nhân với lại 14 thì nó tầm 21 x 14 tầm 2-300 thôi, 300 là 600 thôi, là một rương là chắc mình nghĩ là đủ ấy. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ ốp cho nó xong xuôi nhanh chóng đi ha. We'll be right back.
Ok các bạn ơi, nó đang hoạt động rồi và không biết là vì sao cái ở ngoài kia nó không hoạt động được các bạn. Hiện tại là mình đang nghiên cứu, tự nhiên lúc bình thường nó hoạt động bình thường, bây giờ nó không hoạt động nữa bạn, và nó đang chạy nè. Wow, chạy coi như là lắc máy luôn các bạn. Oh my god, chạy đúng lắc luôn. Và có một hàng nó không chạy mới ghê chứ. Lúc đầu mình test thì nó chạy bình thường các bạn, rồi tới bây giờ thì nó lại không chạy nữa. Mình cũng chả biết sao luôn. Đây, để coi nó chạy tới cuối rồi như thế nào. Oh my god, nó đang đi các bạn ơi, chưa tới các bạn. Ôi ôi, các bạn coi cái mức độ tàn phá của cái máy này, kinh khủng không? Lắc cái máy luôn đó các bạn. Wow. Đấy, ok, để coi coi. Wow, đúng không? Đụng vô. Dừng lại. Rồi. Đó, đi ngược về lại các bạn. Đó. Nhưng mà mình lại không biết là tại sao nó lại không chạy. Đó, và tất cả gọi là cái gì ta, tất cả cái tre đã được nằm trên sàn rồi, trời ơi, nó bắn văng ra đây luôn, là tại vì ở dưới này mình chưa có ốp nha các bạn. Đấy thì bây giờ á, chúng ta sẽ sử dụng gọi là xe đẩy chứa hopper để hút nha các bạn. Thì xe đẩy chứa hopper để hút thì chúng ta sẽ cần có 18 xe, thì mình cũng chưa biết là lý do tại sao bên này nó không hoạt động nữa các bạn ơi, vô lý quá. Rồi nó đẩy mấy này đi nè, đẩy mấy này văng luôn nè. Cái tổ đứng trên cái đường ray nè, đẩy nè, đẩy nè, đẩy nè, đẩy nè, đẩy văng không, văng không. Vậy vậy mày 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 đấy, rồi đi tới đây thì nó sẽ dừng lại các bạn. Wow, khó hiểu nhờ. Mình để cái kính ở đây thì sao, thử lại coi. Wow, nó vẫn không chạy các bạn ơi, vô lý nhờ. Tại sao mình để một cái ấy ở đây thì nó lại không chạy nữa, giờ sao bạn? What the hell, đang làm 19 ngon giờ còn 18 à. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ những cái xe đẩy của mình vô để cho nó hút nha các bạn. Thì sắt bên này mình đã có rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ làm 10, 10 tạm thời cứ làm 19 cái xe đẩy đi. Bây giờ đi ngủ một cái, sau đó làm xe đẩy để hút đồ nha. Ok, mọi thứ của mình đã hoạt động gọi là tương đối ổn định rồi, thì bây giờ mình sẽ bỏ những cái xe xuống nha các bạn. Tạm thời bỏ trước những cái xe xuống vì có ok, đứng dưới này, đập cái này ra một tí. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ những cái xe xuống. 1 2 3, coi chừng bỏ lộn nha. 4 5, đúng tay, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 là ngay chỗ này, để tạm đánh dấu đây các bạn. Thì bây giờ mình cho mấy cái xe nó hút trước đi, rồi từ từ chúng ta sẽ gọi là làm tiếp tục các bạn. Đấy, đây rồi đúng không? Ở đây, ở đây, ở đây, này dễ lẫn lộn nha, chứ không phải đơn giản đâu. Ở đây và cuối cùng là ở đây. Đó, như vậy là chúng ta đã có một cái hệ thống hút đồ rồi bạn. Thì ở sau này mình vừa mới đập ra rồi. Tại vì sao? Tại vì cái khu vực chỗ đó ấy, thì đây nó bắn quá trời luôn nè. Wow, có observer nữa. Ui, mưa, gọi là mưa che các bạn ơi, cơn mưa che. Oh my god, nhiều cực kỳ nhiều luôn các bạn ơi. Thì cái này chúng ta có thể chuyển qua cái hệ thống nấu của chúng ta, tại vì mình có thể làm được cái đường nước các bạn, mình có thể dẫn được đường nước đi luôn, không có gì mà phải quan gọi là lo lắng cả. Thì ở đây thì mình đập luôn cái hệ thống này rồi, tại vì nó mình vừa mới đổi hướng cái và mình đã fit cho nó có thể hoạt động được 19 ô rồi các bạn. Các bạn coi qua đây cho các bạn coi nè, mình đã fix là nó có thể hoạt động được 19 hàng rồi. Thì ở cái hàng cuối mình gắn một cái kính vô các bạn và nó đã hoạt động ok rồi. Đây nè, đó, mình gắn một cái kính vô và hoạt động khá là ok. Và ở đây thì mình có một cái hai cái gọi là gì, bedrock, hai cái obsidian đó, hắc diện thạch để mình chặn cái máy lại đó. Cái máy tới đây là sẽ đóng như bạn, và bên này mình sẽ có thêm một cái bộ đếm giờ nữa để nó hoạt động nữa các bạn, nhưng mà cái đó từ từ làm đi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ up cái khu vực chỗ này lại, tại vì chắc là cái kia cái xe đẩy của chúng ta nó cũng sẽ chạy ngược về bây giờ, mà mình đã gọi là xong xuôi hết rồi còn gì nữa đâu. Đấy, và bây giờ phải đi ngủ một cái các bạn ơi, sau đó chúng ta sẽ còn cái đường nước
để nhận đồ nữa thôi là chúng ta xong xuôi rồi. Ngoài ra thì đây cũng có ốp kính lại luôn nha các bạn. Ok, let's go. Như vậy là hệ thống của chúng ta đã đi về ok nè các bạn. Đấy, và bên kia mình cũng đã bỏ luôn mấy cái hệ thống mà kiểu như là có đồ mới bắn các bạn. Bây giờ hệ thống nó sẽ auto bắn liên tục luôn. Nếu như có đồ ở trong rubber thì nó sẽ bắn ra, còn nếu không có thì nó cũng bắn ra luôn. Nói chung là bắn auto liên tục luôn các bạn. Tại vì cái nếu bạn để theo kiểu kia là lúc nào á, tại vì hệ thống điện đá đỏ nó bị nối dính với nhau các bạn, cho nên mỗi lần á nó hoạt động nó bị dính chùm các bạn à, cho nên dẫn tới việc là nó không có hoạt động được. Thì bây giờ mình ốp lá vô đây cái đã. Đấy, để đảm bảo nó không bị dính vô cái hệ thống của ta. Thử test lần nữa rồi có chạy không nha, phải chạy mới được nha, không chạy là không được đâu á. Không chạy là phải đập cái lá ra các bạn, nhiều khi nó bị đụng, nó bị dính cái gì đó mình cũng không biết nữa. Test lại lần nữa rồi chạy ăn rồi. Ok, nuột nè. Đấy, là nó chạy rồi nha các bạn. Thì ở trên này mình ốp kính lại nữa là xong. Và ở đây là nó sẽ không có bắn những cái lá ra ngoài nữa đâu các bạn. Nó không bắn những cái, quên, nó không bắn những cái chút, cái tre ra ngoài nữa đâu. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái hệ thống đếm giờ, nhưng cứ từ từ làm đi. Và bây giờ mình sẽ làm một cái đường nước nha các bạn. Để làm gì? Chúng ta sẽ chuyển đồ lên. Chuyển đồ lên ở vị trí nào? Chuyển đồ lên ở vị trí nào thì từ từ tính. Hiện tại là mình cứ chuyển đồ lên cái đã. Đây, thì mình sẽ cần có băng nén và cần có nước. Ok, và chúng ta đã có cái tấm play chưa ta? Wow. Đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tới làm hệ thống cũng như làm cái kho chứa luôn nha các bạn. Để chứa luôn cái đồ luôn đi. Thì hiện tại mình vẫn chưa biết làm kho chứa ở đâu luôn chứ. Vô lý. Ok, đập một ô nha. Thôi, cần gì đập một ô ốp vô luôn. Vì bên mình đâu có cần phải làm cái gì đâu. Đấy, up vô luôn. Rồi, từ để mình nghiên cứu coi cái kho chứa của chúng ta nó sẽ nằm ở vị trí nào nhờ. Hay là nằm ở giữa hai cái này ta. Ok không? Rồi, mình sẽ quyết định là ở giữa cái máy farm của chúng ta đi ha. Thì ở giữa máy farm thì đồ lên tầm tầng này là ok. Lên tầm ngay cho vị trí này. Thì chúng ta sẽ đào chỗ này ra một tí. Đấy. Wow. Đồ nó đi dính với lại cái hệ thống ấy luôn nè. Ok, thì điểm giữa cái hệ thống này của chúng ta là 63. Thì điểm giữa của nó là 32. Ô 32 và mình sẽ có là 5 hàng rương nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đếm ô 32 nào. Ok, bây giờ mình đang làm đường nước để dẫn đồ qua nè các bạn. Và ở đây chúng ta chà, lên đây đào ra. Ok, thì mình sẽ sử dụng cái này. Rồi, để mình chui xuống các bạn ơi. Phải chui xuống đây đổ nước chứ, lấy cái gì đổ nước. Và mình sẽ sử dụng cái này và cái tấm play. Đây, hai cái thứ này là chúng ta có thể làm được cái đường nước rồi. Thì ở đây nó đâu có đồ đâu mà nó bắn ra chi vậy ta. À quên, không có đồ thì nó vẫn bắn, đến khi nào nó nhận được đồ thôi mà. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cho nó bắn ra, cho nó chạy chứ, phải bắn ra. Chạy tới đây, tới điểm chắc điểm cuối, đập luôn, điểm cuối ra đây luôn. Tại vì đường nước nó cũng khá là mạnh đó các bạn, cho nên cũng không lo lắng lắm. Đấy. Ok. Quay. Rồi. Đảo này ra. Qua đây tiếp tục. Tiếp tục chui xuống bên này các bạn. Ok. Từ để mình đi tới cái chỗ nào mà nước không chảy nữa mình sẽ chui xuống. Tại vì chui xuống một chỗ nước chảy thì hơi khó. Ở đây là có tấm play đúng không? Tí nữa mình sẽ ốp tấm play vô đây sau ha. Thì tạm thời mình sẽ để ở đây để chui xuống các bạn. Rồi, ok, đổ nước tiếp. Đấy, chạy đúng nhanh luôn các bạn ơi. Mặc dù là mình gọi là bơi kiểu nửa block có nước chạy nhanh vãi nồi, biết gì mình để luôn cái đường. Mình làm cái đường nào mà cái một block hả các bạn, để chui vô đi cho nó lại. Rồi, wow. Wow. Lên đây luôn đi, được luôn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lên tiếp 9, 10, 11. Đấy, lên cao xíu nha các bạn. Đó. Wow. Vừa khít luôn các bạn ơi. Đó, ok. Quay. Đó, vừa khít luôn nè. Bây giờ mình chỉ việc up vô như thế này thôi. Rồi, đào. Cúp gia tài đâu. Đó, đào như thế này là tới nửa đồ nó sẽ bắn lên nè. Quay. Lên. Wow. Ôi. Ủa. Hên quá. Hên là cái. Rồi.
Đó, xong rồi các bạn. Thì bây giờ chỉ còn đợi coi nó có bắn đồ ra nữa không thôi. Và vị trí này để cái chép đo luôn cũng được các bạn, không ảnh hưởng gì đâu. Rồi, ốp lại thôi. Bây giờ mình chỉ việc đợi là coi nó có bắn đồ ra không thôi. Và thử đi, mình sẽ thử bỏ chi vô đi. Coi nó có chạy lên trên nữa các bạn, đúng không? Phải thử chứ. Đâu, lên không? Theo. Vãi. Vãi nồi. Ê, anh ơi. Quê. Vãi nồi. Bắn ghê thế. Ốp lại vậy chắc ăn các bạn. Vãi nồi các bạn ơi. Mình quên ốp cái đường kính ở phía trên. Nó bắn chiêu lên trời luôn. Và wow, ở đây mình có gọi là 7 hàng rương, mỗi hàng 7 rương thì tạm thời ấy, cái này là chỗ tạm thời để chúng ta nhận đồ thôi. Từ vài bữa nữa mình có kho chứa ấy, thì mình sẽ dời nó vào cái kho chứa đồ của mình luôn. Và từ đó thì chúng ta có thể gọi là lấy đồ trong kho luôn, không có cần phải ra đây lấy nữa các bạn. Thì bây giờ mình sẽ gọi là kích hoạt máy một lần nữa để nó gọi là bắn cái nó nhận đồ thử coi như tình hình như thế nào. Đấy. Wow, các bạn thấy đã chưa? Rồi ôi, đấy, ốp lại chỗ này xíu là để cho đồ nó khỏi bắn ra nữa, là gọi là xong tầm 90% các bạn à. Tập sau mình sẽ gọi là làm cái hệ thống đếm giờ nữa. Thì nó đúng rồi. Tập sau mình sẽ làm hệ thống đếm giờ nữa để làm gì? Cứ tầm 1 phút hoặc 2 phút ấy thì hệ thống sẽ chạy một lần để cho nó kiểu như nó mọc cái cây tre lên thì nó mới hoạt động tiếp các bạn. Đó, còn bên này thì chắc là đồ hiện tại là đang bắn từ lượt vừa lên nè. Đấy các bạn ơi, quá đã luôn. Đó, các bạn thấy cái máy farm này của mình nó như thế nào? Có ok không các bạn? Thì các bạn nhớ gọi là để lại bình luận ở bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ tạm dừng clip đây. Ngày hôm nay chúng ta làm được cái hệ thống gọi là thu nhặt đồ, bán đồ vào một cái kho chứa tre, cũng như là tự động hoàn toàn. Thì nếu như bạn nào thích thì đừng quên để lại cho mình một like, một share. Và nhớ theo dõi mình livestream hàng ngày trên Nemo TV vào lúc 7:30 tối nha. Còn bây giờ có lẽ là mình sẽ tạm dừng clip đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kế tiếp nha. Bye bye.